em bị cồn vãi lồm luôn thằng no rest. OV từ đó giờ là chỗ để xô xét. Đèn cáo già mới là chẳng muốn nằm trong bao xế. Mình tiến đến tới cái tầm tao đá thì sao còn không thế. Nói không sai đâu, Facebook nói như chỗ mà cư dân mạng phải đến vài lần một ngày để có thể xả. Nhai đi nhai lại như là cao su. Miền Nam Việt Nam không có hề thiếu cao thủ. Bước ra ba đồ nhưng không có lá lách. Chui đằng sau mấy thằng em nghĩ mình phá cách. Sống làm sao để con vui đừng để má chết. Kể của mày là cái dạng đi hỏi bá tánh. Suốt ngày lên mạng làm cái chuyện để ý vậy. Muốn ta sự chú ý nhưng mà ta chỉ thấy là một thằng cốt đột vào mồm và râu ria. Là một thằng xứng đáng đã bị cầm xuống chỉ. Đối với tao bằng âm nhạc mày phải quỳ xuống. Sao mày chẩu vải lồn chắc vậy thì muộn. Không đuôi cũng phải thấy mờ. Âm nhạc của mày vẫn đất chở từ đó giờ. Popping on beat you don't be down no. Âm nhạc là bữa ăn không phải để giao gấu. Ẩn danh thì đã tao bây giờ tới chùm đâu. Mày là một dạng khùng mà bị khùng đất sâu. Jackman that rap's fucking basic. Too cheap you don't even know what day is. Lùi lại đi thằng chốt thí đừng ra biên cương. Ngày mày đăng quay là cái ngày mày được nằm trên thiên đường. OIP slow down mày phải ghét ngộ. Mày là thằng cặn mày không hề có khớt cổ. Tụi mày là cỏ rã để cho sao sai mắt nhổ. Như thằng hay văn vỡ nhưng bị người khác giác mổ. Ê, what's good, what's good. Kill you deadly, believe me, understood. Giết mày quá dễ, tao không cần phải nhìn lại. Khi nào mày có thể thì đến đây mà chinh lại bruh. Hải ngoại IMC.